Sau khi có chỉ đạo về việc chấn chỉnh tình trạng xe dù, bến cóc của Thủ tướng Chính phủ và phản ánh mạnh mẽ từ các cơ quan báo chí, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đồng loạt ra quân nhằm xử lý và chặn đứng tình hình các xe trá hình lộng hành khắp các tuyến phố của thủ đô. Ngày 9 tháng 3, theo trung tổ công tác của đội Thanh tra Giao thông Vận tải Cầu Giấy trong một chiều mưa tầm tã, có mặt tại đường Nguyễn Văn Huyên, bằng rất nhiều hình thức khác nhau, đội Thanh tra Giao thông Vận tải Cầu Giấy đã bám theo một chiếc xe limousine mang biển kiểm soát 20B01566 đến đoạn đường Hoàng Quốc Việt thì phát hiện hành vi đón trả khách trên đường cùng một số lỗi vi phạm khác. Bất ngờ trước sự xuất hiện từ trên trời rơi xuống của lực lượng thanh tra, ngay lập tức lái xe móc điện thoại ra để hòng cứu viện khắp nơi. Mặc cho điện thoại reo và những lời đề nghị nghe máy từ phía lái xe, tổ công tác của đội Thanh tra Giao thông Vận tải Cầu Giấy vẫn lập biên bản với những lỗi lái xe vừa mắc phải. Sau một hồi giải thích thuyết phục, cuối cùng tài xế lái xe đã chịu ký vào các biên bản vi phạm. Em lái xe nhé, thứ nhất là khi hợp đồng em vận chuyển hành khách là trước khi mà em hợp đồng để vận chuyển khách từ địa điểm A đến địa điểm B là em phải ghi rõ địa chỉ và hợp đồng là phải có dấu của công ty và có chữ ký của giám đốc và lệnh điều xe và danh sách kèm theo. Thế hiện tại là hợp đồng này của em là các cái tiêu chí và cái quy định là nó chưa được đầy đủ đấy. Thế thì ngay như hôm nay bọn anh kiểm tra trực tiếp địa điểm em đón khách là trong hợp đồng này không ghi đấy, mà theo cái nghị định 6 này là bọn anh xử phạt em một cái lỗi là đón hành khách không đúng ghi trong hợp đồng đấy nhá. Em ghi chung chung là Hà Nội với Thái Nguyên này, thì Hà Nội thì nó rộng lắm nhá, từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh nó có ghi là gần 100 cây số cơ, nên là không thể ghi là cứ Hà Nội đi Thái Nguyên là được. Mà cái thông tư 63 này phải ghi rõ hợp đồng vận tải hành khách là phải ghi rõ địa điểm và nơi đón hành khách nhá. Như thế là em vi phạm về cái đón hành khách sai quy định không đúng trong hợp đồng. Và cái chứng chỉ tập huấn là để làm sao, là để em giao tiếp văn hóa giao thông và để cư xử với các lực lượng chức năng. Nếu bây giờ kiểm tra em không có nữa thì em thêm một cái lỗi là không có chứng chỉ tập huấn nghiệp vụ nhá. Thế là hai lỗi ngày hôm nay bọn anh là xử lý cho em hai lỗi như thế nhá. Thì chúng tôi đã xử lý nhiều trường hợp, đặc biệt là các doanh nghiệp là sử dụng các phương tiện xe dưới 10 chỗ ngồi và thậm chí là xe 29 chỗ, thì tập trung vào những cái lỗi vi phạm là dừng đón và trả khách sai cái địa điểm quy định trong cái đăng ký trong cái hợp đồng vận tải hành khách. Và cái lỗi nữa là cái chứng chỉ tập huấn của các cái lái xe, thì nhiều doanh nghiệp là có khi cho lái xe tập huấn rồi nhưng lại để ở cơ quan xuất trình sau, nên là chúng tôi đã xử lý cương quyết và báo cáo với cả cấp trên. Nhức nhối nữa là vừa rồi các cơ quan đài báo chí đã đưa rất nhiều các cái thông tin của các cái doanh nghiệp gần như là cái tình trạng xe hợp đồng này trà trộn và để tranh giành khách của các cái tuyến xe cố định. Đấy, trong thời gian tới chúng tôi sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nhiều trường hợp hơn để tránh cái tình trạng xe dù trá hình và những các cái xe hợp đồng sai quy định của quy định pháp luật. Trước đó chiều ngày 7 tháng 3, đội vận tải Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã ra quân xử lý xe trá hình limousine. Qua quá trình nắm tình hình, đội đã phát hiện một chiếc xe 29 chỗ mang biển kiểm soát 29B15791 của hãng xe Phúc Lộc Thọ Limousine đang đón trả khách. Sau một hồi quanh co và gọi điện nhờ cứu trợ, thì lái xe đã phải ký vào biên bản vi phạm. Tiếp đó, tới đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, đội Thanh tra Giao thông Vận tải Nam Từ Liêm cũng đã phát hiện một xe đang đón trả khách ngay tại văn phòng. Lái xe cho biết đang xếp khách chuẩn bị đi về Nam Định thì bị lực lượng thanh tra phát hiện. Tôi thì hôm nay thì sự quanh là đi trả khách hợp đồng. Cũng chưa biết là cái lỗi gì, các anh cũng chưa biết ạ. Bây giờ cũng chưa biết là các anh xử phạt tôi cái lỗi gì ạ. Tôi đi qua đây là khách là người ta xuống đây, tôi chẳng là xuống đây ạ. Bây giờ người ta đi là đi từ Nam Định. Điều đáng nói là việc nhà xe này ngay nhiên lập văn phòng gần bến xe Mỹ Đình để làm điểm tập kết khách, gây bức xúc trong nhân dân sau lệnh điều chuyển luồng tuyến của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội mới đây. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 6 tháng 3, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra xử lý 205 trường hợp xe khách vi phạm, trong đó có trên 50 xe hợp đồng dưới 10 chỗ, tạm giữ 11 phương tiện, tước 57 bằng lái, phạt tiền gần 300 triệu đồng. Báo Dân Sinh sẽ tiếp tục thông tin với quý độc giả về những phân trần của các nhà xe limousine và ý kiến của đại diện Sở Giao thông Vận tải Thái Nguyên về vấn đề này.